Vâng, xin chào các bạn, tôi là Tuấn Anh đến từ phòng truyền thông của công ty cổ phần kiến trúc Kisato và chào mừng các bạn đã quay lại với chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp cùng công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Và hôm nay tôi lại đang có một chuyến đi về tại thôn Lạ Côi, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội để thăm lại một công trình nhà vườn mái Thái được chúng tôi thiết kế cho gia đình chú Trần Văn Trị các bạn nhé. Thì ngay bên cạnh tôi đây là chú Trần Văn Trị và là chủ nhân của cái căn biệt thự nhà vườn mà sắp tới tôi sẽ giới thiệu với các bạn đây. Và lời đầu tiên thì cháu xin phép được gửi lời chào và lời cảm ơn đến gia đình chú đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ thiết kế của bên công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Và chú Trị có thể cho mọi người biết một số thông tin về cái bộ bản vẽ mà bên cháu thiết kế cho gia đình mình được không ạ? Rồi. Và cháu muốn hỏi chú là trong cái quá trình mà bên cháu về đây để tiến hành khảo sát đến lúc mà bên cháu bàn giao cho gia đình mình một cái bộ bản vẽ như này thì chú có cảm thấy hài lòng với cái dịch vụ thiết kế mà bên công ty cháu mang lại cho gia đình mình không ạ? Rồi, mới đầu thì coi thế chúng tôi thì về bản vẽ thì chúng tôi cũng chưa đọc được, chưa biết. Nhưng mà sau là tôi bắt đầu vào xây dựng cái thì là tôi cái gì không biết là tôi điện thoại hỏi các anh ở bên đấy, kỹ thuật bên đấy. Vâng. Bên công ty mình thì các anh coi hướng dẫn cho chỉ lần cái này chúng tôi thiết là biết ngay. Dạ vâng. Kể cả từ sắt thép chìm ở dưới bao nhiêu các thứ. Vâng. Là nó có bản vẽ nó ngược xuôi biết hết rồi. Dạ vâng. Cho nên nó rất chi là dễ. Vâng, vâng. Đấy. Tức là cái bộ bản vẽ này là chú thực hiện y nguyên không thay đổi cái gì luôn đúng không ạ? Không thay đổi một cái gì tất tần tật. Dạ vâng. Từ bản vẽ đấy giao cho thợ là nói luôn là thế là không thay đổi một cái gì hết. Vâng. Và nhà trong cái quá trình thi công thì không biết các bác thợ có gặp khó khăn gì về cái việc đọc cái bộ bản vẽ này? Không, bác thợ làm chuyên môn rồi, bác làm nhìn bác biết ngay. Vâng, và bác có thể chia sẻ cho thêm mọi người là cái công trình của mình là tiến hành thi công trong vòng bao nhiêu tháng được không ạ? Rồi, cái hồi là chúng tôi là thi hành coi vào coi thế là đi 7 tháng. Vâng. Với lại coi thế thời gian ấy là tôi là để cho Trần người ta nghỉ tới 21 ngày. Vâng. Chứ tôi không làm sớm thì các anh bảo thế thì cho cháu nghỉ luôn 1 tháng. Vâng. Là vào 8 tháng. Vâng. Là vì coi Trần tôi phải để cho 21 ngày thì nó mới chết được bê tông. Vâng, tức là nên làm non. Tức là nhà mình là đổ bê tông truyền thống đấy. Bê tông truyền thống, bê tông máy, bê tông tươi đó. À vâng. Và cái mẫu nhà này đến lúc mà khi mà hoàn thiện này và trong cái quá trình xây dựng thì không biết là xung quanh đây có nhiều người đến để hỏi thăm không ạ? Có thì coi thế là các bà con nông dân đến coi thế cũng tham quan, thấy thì coi thế là nó lạ. Vâng. Nhà thì nó ở đây một mình thì có đất là nó lạ thì các bà cũng thấy khen là nó gọn gàng. Vâng. Nó hợp lý nông thôn mình. Dạ vâng. Và chú có thể chia sẻ với mọi người một cái vấn đề mà mọi người rất là quan tâm là trong cái khi mà xem chương trình ấy, thì mọi người nên quan tâm đến một vấn đề đấy là cái giá để hoàn thiện. Rồi. Thì chú có thể chia sẻ với mọi người là cái giá để hoàn thiện toàn bộ cái mẫu nhà vườn mái Thái này là khoảng tầm bao nhiêu tại khu vực Gia Lâm của mình được không ạ? Tại khu vực mình ấy, thì là người ta tính theo thành hai mức. Vâng. Cái mức thứ nhất là phải từ mặt trần trở xuống là người ta tính giá 15. Vâng. Trần, thế còn cái tính cái mái ở trên ấy, thì là người ta tính cho tôi giá 11. Vâng. Và cái tổng giá trị hoàn thiện toàn bộ cái mẫu biệt thự, mẫu nhà vườn mái Thái này là khoảng tầm bao nhiêu chú nhỉ? Coi thế là hơn 300 tiền công. Hơn 300 tiền công và tổng cái giá trị ngôi nhà này là bao nhiêu ạ? Nó vào độ cả sân vườn tất tần tật là tôi tổng cộng vào hết độ 1 tỷ. 1 tỷ đúng không ạ? Tất tần tật. 1 tỷ tất tần tật. Sân vườn tất tần tật công xá rồi nhà. Nội thất bên trong luôn. Tất tần tật rồi đó. Vâng, là khoảng tầm 1 tỷ đúng không ạ? Tất cả luôn rồi. Vâng. Và bác chị có thể chia sẻ mọi người thêm một cái vấn đề nữa là cái quá trình mà thi công cái mẫu nhà vườn này. Rồi. Thì bác có gặp khó khăn gì không bác? Không, tôi thì lại coi thế là cũng khó khăn cái gì cái là tôi lại điện sang tôi hỏi trước. Dạ. Cái này của tôi là như thế nào cái anh bảo thế chú cứ thiết kế theo cháu mà cháu làm với chú là chắc chắn lắm rồi, chú cứ thế mà làm rồi. Vâng. Chú có thiết kế không có phải sửa chữa cái gì cả. Dạ vâng. Cứ thế mà theo bản vẽ mà cứ làm thì nó đẹp. Vâng. Nếu mà thay đổi nó đi rồi nó không khớp nó xấu. Vâng, thế lát nữa thì cháu được xin phép là gia đình để cháu vào cháu thăm lại toàn bộ cái công năng mà bên công ty cháu đã thiết kế cho gia đình mình được không ạ? Rồi, nhất trí thôi. Dạ vâng. Công ty vào xem đúng bản vẽ em thiết kế tôi y xì thế làm. Vâng. Và trước khi để vào thăm lại toàn bộ cái công năng thiết kế ở phía bên trong thì chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn toàn bộ cái bộ bản vẽ mà chúng tôi đã thiết kế cho gia đình chủ Trần Văn Trị tại thôn Lạ Côi, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội các bạn nhé.
Vâng, và để các bạn dễ hình dung một cái ngôi nhà ở trong bản thiết kế nó đi ra ngoài thực tế nó sẽ giống và khác nhau như thế nào thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn toàn bộ cái phối cảnh 3D mà chúng tôi đã lên cho gia đình bác Trần Văn Chỉ. Thì ở đây là một cái mẫu phối 3D giữa cái góc ở bên phía sảnh phụ và cái phần mặt sảnh chính để các bạn có thể hình dung để sau này các bạn xem lại các cái thước phim mà bên tôi cung cấp để xem một cái ngôi nhà ở trong cái bản vẽ nó sẽ ra thực tế và nó sẽ giống nhau khác nhau như thế nào. Đây, đây tiếp theo là cái phối cảnh ở cái mặt sảnh chính các bạn nhé. Đây là khu vực sảnh chính và đây thì gia đình bác chị là mở thêm một cái khu vực hai cái cột này để làm giả khu vực sảnh phụ. Đấy, bác chị thì là tuân theo toàn bộ cái bản vẽ này từ màu sơn đến màu ngói luôn đúng không ạ? Vâng. Và bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn là cái công năng chính mà chúng tôi đã thiết kế cả cái kích thước để các bạn có thể nắm rõ nhất về cái bộ thiết kế của bên công ty chúng tôi mang lại cho gia đình bác chị. Thì dựa trên cái khuôn đất mà chúng tôi đã về đây tiến hành khảo sát thì chúng tôi thiết kế cho bác với cái hệ mặt tiền các bạn nhé là 9,5 m. Đấy, cái mặt tiền phía trước là 9,5 m và chiều sâu của công trình này là 12,5 m chưa kể phần sảnh các bạn nhé. Tiếp theo là ở khu vực phần hông này thì chúng tôi mở ra thêm cho bác một trục nữa có cái độ rộng là 3,37 m. Thì tổng diện tích sử dụng của công trình này nó rơi vào 130 m² bác nhỉ? 130 m². Vâng, và một cái phần sảnh này khoảng tầm 5 m² nữa đúng không ạ? Vâng, và diện tích tổng là khoảng tầm 135 m² các bạn nhé. Đấy, thì ở trong khu vực nhà này chúng tôi bố trí cho bác là một khu vực phòng khách rộng 22,23 m². Một khu vực phòng thờ, đây, khu vực phòng thờ nó nằm ở vị trí này. Tiếp theo là chúng tôi bố trí cho gia đình bác 4 khu vực phòng ngủ các bạn nhé. Khu vực phòng ngủ số 1 rộng 16,45 m². Phòng ngủ thứ 2 rộng 14,82 m². Phòng ngủ thứ 3 rộng 10,46 m² và phòng ngủ thứ 4 rộng 11,74 m². Ở sau này chính là khu vực phòng bếp và phòng ăn kết hợp với một khu vực nhà vệ sinh chung để sử dụng cho toàn bộ công trình. Đây, ở đây cũng có một cái khu vực nhà vệ sinh nữa. Là nhà mình có 2 nhà vệ sinh đúng không ạ? Vâng. Và tôi sẽ nói qua một cái số chi tiết về toàn bộ cái mặt tiền mà gia đình bác chị đã tiến hành thực hiện các bạn nhé. Thì từ màu sơn này, từ màu sơn tường đến màu sơn chỉ và các cái đường chỉ lọn cột rồi các cái bệ cột này và các cái đấu này thì đều được gia đình bác chị là thực hiện y nguyên theo cái bộ bản vẽ mà chúng tôi đã cung cấp cho gia đình bác đúng không ạ? Vâng, và phía phần tường này kết hợp với các cái hệ cửa và các cái hệ mái rụ xuống ở đây thì chúng tôi cũng thiết kế đầy đủ cho gia đình bác. Và đặc biệt ở khu vực bên hông này, chúng tôi còn thiết kế cho bác là hai khu vực cột ở đây để làm giả một cái phần có thể là để xe máy ở dưới này được đúng không ạ? Đấy, có thể là để tận dụng khu này là để xe này, rồi có thể là làm cái khu giặt giũ. Đấy, có thể kết nối được cả hai bên các bạn nhé. Bên kia thì có một khu vực sảnh phụ và bên này chính là khu vực sảnh chính. Và bây giờ tôi sẽ đưa các bạn vào để thăm lại toàn bộ cái công năng mà chúng tôi đã thiết kế cho gia đình bác Trần Văn Chỉ nhé. Vâng, và từ cái mặt sân lên đến cái cốt nền nhà thì chúng tôi thiết kế cho gia đình bác Chỉ là 3 bậc tam cấp các bạn nhé. Đấy, kết hợp với khu vực sảnh chính thì chúng tôi bố trí hai cái cột sảnh này thì được chúng tôi đắp khá là lớn để nó tôn lên cái phần sảnh của ngôi nhà và nó đồng bộ, nó hài hòa với toàn thể hình khối của cái căn biệt thự nhà vườn mà chúng tôi thiết kế cho bác. Cái phần ở khu vực cửa chính đây thì bác Chỉ là sử dụng bằng chất liệu gỗ gì đấy hả bác? Gỗ này bằng gỗ lim Nam Phi. Gỗ lim Nam Phi đúng không ạ? Và bác kết hợp thêm các cái chi tiết kính cường lực ở đây. Đấy, nó sẽ là làm tăng cái nổi bật lên ở cái phần hệ cửa cho khu vực sảnh chính. Và trước mặt các bạn đang chính là cái khu vực phòng khách của gia đình bác Chỉ. Thì ở trong khu vực phòng khách này nổi bật ở giữa trung tâm thì sẽ có một cái bộ bàn ghế. Thì bộ bàn ghế này là bộ bàn ghế bao nhiêu món và chất liệu gỗ gì thì bác Chỉ có thể chia sẻ cho mọi người được không ạ? Bàn ghế này là gỗ hương. Gỗ hương ạ? Vâng. 10 món. 10 món và bác đặt cái bộ gỗ hương này từ đâu về đây ạ? Đặt ở trên Đồng Kỵ. Đồng Kỵ Bắc Ninh ạ? Bắc Ninh. Dạ vâng. Và toàn bộ cái phần phòng khách này thì bác sử dụng là hệ trần thạch cao đúng không ạ? Vâng, trần thạch cao kết hợp với một quạt trần trung tâm ở ngay giữa cái khu vực phòng khách này kết hợp với các hệ đèn LED, đèn mắt trâu, downlight từ phía trên xuống và mang cái ánh sáng đơn sắc để nó lấy toàn bộ cái phần ánh sáng cho cái không gian phòng khách. Đồng thời thì ở khu vực này thì bác có bố trí một TV là treo tường kết hợp với các cái dàn âm thanh. Đấy. Rồi, tiếp theo là ở khu vực phòng thờ. Thì khu vực phòng thờ thì bác Chỉ là có ý tưởng là cắt bớt một cái phần không gian của khu vực phòng ngủ đúng không ạ?
Đấy, để bác bố trí đủ cái không gian thờ ở trong này. Đấy, phòng thờ này thì bác bố trí đầy đủ các cái đồ vật vật dụng là từ sập thờ này, rồi có một cái bộ đồ đồng. Thì bác chỉ có thể là chia sẻ với mọi người là này, cái bộ đồ đồng này là bác mua từ đâu về được không ạ? Bộ đồ đồng này là tôi xuống tận dưới Đại Bái mua. Đại Bái. Rồi. Vâng. Dạ vâng, luôn ở dưới gốc, ở dưới luôn. Bộ đồ đồng này là bao gồm bao nhiêu món vậy bác? Là đây của người ta là bán bộ này là 6 món. 6 món đúng không ạ? Vâng, cho thấy rất là đầy đủ ở trên khu vực phòng thờ ở đây rồi. Vâng. Và tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn là các cái khu vực phòng ngủ mà chúng tôi đã thiết kế cho gia đình bác chị các bạn nhé, để các bạn có thể hình dung ra được những cái phòng ngủ có diện tích là khoảng tầm 16-11 m², nó sẽ có công năng sử dụng như thế nào. Và cái phòng ngủ số 1 thì được chúng tôi thiết kế cho gia đình bác chị với diện tích là 16,45 m² các bạn nhé. Và bác chị sử dụng cái hệ cửa là cửa gỗ lim Nam Phi có khuôn bao. Đây, ở trong này chính là cái không gian phòng ngủ. Và toàn bộ khu vực phòng ngủ này thì bác chị sử dụng gạch là 80-80 kết hợp với hệ trần thạch cao. Cùng với đấy thì chúng tôi có thiết kế cho bác thêm một cái hệ cửa sổ ở ngay ở phần sảnh chính để lấy cái phần ánh sáng và không khí tự nhiên cho căn phòng này. Tiếp theo thì tôi sẽ mời các bạn đi qua các cái phòng ngủ còn lại là phòng ngủ số 2, số 3 và số 4. Thì phòng ngủ số 2 có diện tích mà sắp tôi giới thiệu với các bạn đây là 11,74 m² các bạn nhé. Đây, khu vực phòng ngủ này có diện tích là 11,74 m² và cũng được bác chị là sử dụng là cái hệ cửa này cũng bằng gỗ lim Nam Phi đúng không ạ? Rồi. Đây cũng là chất liệu là gỗ lim Nam Phi các bạn nhé. Và đồng thời trong khu vực phòng ngủ này chúng tôi cũng mở ra một cái hệ cửa sổ bằng gỗ lim Nam Phi kết hợp với cái hệ chấn song dọc nghệ thuật các bạn nhé, để lấy cái ánh sáng và không khí tự nhiên từ phía ngoài vào để là có thể sinh hoạt trong cái phòng ngủ này làm sao cho thoáng nhất đúng không ạ? Rồi. Và tiếp theo là phòng ngủ số 3. Thì phòng ngủ số 3 là có diện tích là 14,82 m². Đấy, các bạn có thể nhìn thấy một cái không gian phòng ngủ rất là rộng rãi. Đấy, bố trí được cái giường này, có thể là tủ này, bàn làm việc bố trí trong này vẫn rất là thoải mái bác ạ. Rồi. Vâng. Và trong cái khu vực phòng ngủ này thì chúng tôi lại mở là cái hệ cửa bằng nhôm hệ sinh pha. Cái hệ cửa bằng nhôm hệ sinh pha này thì lấy ánh sáng và không khí từ phía bên hông nhà vào các bạn nhé. Do ở bên này thì là không phải là khu vực mặt tiền đúng không ạ? Cho nên là bác không dùng cái hệ cửa sổ vào đây. Đấy, thì thay vào đây là cái nhôm hệ sinh pha kết hợp với kính mờ. Đấy, thì ở trong này cái hệ trần thì bác cũng dùng là hệ trần bằng trần thạch cao đơn giản giật 2 cấp các bạn nhé. Tiếp theo mình sẽ đi qua khu vực phòng ngủ số 4. Thì khu vực phòng ngủ số 4 này của gia đình bác chị thì hiện tại là bác đang tận dụng một cái khu vực là tạm thời chứa kho, làm kho đúng không ạ? Rồi, để chứa các cái vật dụng. Đấy, trong này thì là gia đình bác chị là chưa dùng đến cho nên bác đang tận dụng để làm một cái kho nhỏ để chứa các cái vật dụng chưa dùng đến của gia đình. Tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn là không gian của phòng bếp các bạn nhé. Thì các bạn nhìn đây chính là cái toàn bộ cái không gian của phòng bếp của gia đình bác chị. Thì trong không gian phòng bếp này thì bác sĩ cũng là ốp lát toàn bộ từ phía chân tường lên đến tận đỉnh tường để nó đảm bảo là sạch sẽ đúng không bác? Nó sáng. Vâng, sạch sẽ và nó sáng thì nó trong không gian bếp này sử dụng sơn thì nó sẽ gây ra hiện tượng ẩm, rồi sau này nó sẽ xuống cấp. Đấy. Đúng rồi. Và ở trong này chúng tôi cũng không quên là mở cho gia đình bác sĩ một cái hệ cửa để là cái không gian phòng ăn này nó sẽ được thoáng đãng và cái không khí được nhiều nhất. Và hai khu vực nhà vệ sinh thì chúng tôi bố trí cho bác ở đây. Đây là khu vực nhà vệ sinh thứ nhất. Thì khu vực nhà vệ sinh thứ nhất này có diện tích là 3 m². Đây. Gần 3 m² các bạn nhé. Và trong này thì bác cũng là sử dụng cái gạch ốp từ cái chân tường lên tận đỉnh trần luôn. Và cũng bố trí đầy đủ các cái thiết bị vệ sinh, sen vòi để phục vụ cho nhu cầu của gia đình. Vâng, và vừa rồi tôi vừa giới thiệu với các bạn một mẫu nhà vườn mái Thái được chúng tôi thiết kế cho gia đình chú chị tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Thì nếu các bạn đang quan tâm đến mẫu nhà này thì hãy cho chúng tôi những lời nhận xét ở phía bên dưới. Và cháu cũng cảm ơn gia đình chú chị đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ thiết kế của bên công ty cổ phần kiến trúc Kisato để công ty có thể về đây là thiết kế cho gia đình mình một cái mẫu nhà đã theo cái yêu cầu và nguyện vọng của gia đình chú. Rồi. Chú thay mặt gia đình xin gửi lời cảm ơn công ty mình. Dạ vâng. Thiết kế cái mẫu nhà cho chú, nhà là nó ưng ý mà đẹp.
Vâng. Vừa ưng ý lại đẹp nữa. Vâng. Và bên công ty cổ phần kiến trúc Kisato cũng có một món quà là gửi đến cho gia đình chú. Thì cảm ơn cái chú đã tin tưởng sử dụng dịch vụ thiết kế của bên công ty. Và trong thời gian tới thì công ty vẫn mong muốn là chú sẽ thành một cái vị khách hàng, một người là luôn theo dõi những cái bước tiến, những cái sự phát triển của bên công ty cổ phần kiến trúc Kisato và đồng hành cùng những cái sự phát triển này của công ty. Rồi, thì chú thay mặt gia đình nữa xin cảm ơn. Dạ vâng ạ. Giúp chú nên đến giờ phút này là đẹp mà không có gì hơn nữa. Dạ vâng. Vâng, cháu cảm ơn chú. Và nếu các bạn đang muốn thiết kế cho gia đình mình một cái mẫu nhà theo riêng ý tưởng của gia đình thì hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại phía bên dưới để chúng tôi có thể về tận nơi trực tiếp tư vấn khảo sát thiết kế cho gia đình mình một cái mẫu nhà mơ ước. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ về mẫu nhà đẹp trong chương trình lần sau.